Ý em chạy theo bác. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Xcavator to nhé. Hôm nay là chiếc công lông của chúng ta bốc gạch bằng tay và trở đến công trình xây dựng trong làng xóm. Hôm nay là gạch bốc lẻ nên là bác tài của chúng ta phải bốc lấy. Không lùi vào sếp, tưởng lùi vào chứ. Ôi ôi, ôm cua sớm thế. Cái ngõ chợt hẹp như này chỉ có những chiếc xe ba bánh như này mới vào thôi nhá các bạn nhá. Ở vùng nông thôn bọn mình thì toàn xe ba bánh, toàn công nông tự chế. Cái nhãn này xài đấy nhỉ. Nhãn đây xài thật. Các bác thấy nhãn của em chúc vào tận đường luôn. Đấy, nhìn nhãn ngon không? Đấy, quá ngon luôn, chảy quả ăn. Đấy, tạm biệt các bác nhá. Tạm biệt các bạn hãy ấn chuông để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhá.